Đây đây là ác thứ hai ở trong cặp đôi Hắc Phong Song Sát là Yến Xích Lô, một trong hai ác cô lôn VIP nhất của server, người đang sở hữu cái đao xương tinh duy nhất và đầu tiên anh em nhé. 28 2 cấp, 50 điểm sát thương, 105 băng sát, dây vũ ảo. Vâng, đó là đồ là Yến Xích Lô. Mình sẽ cho anh em xoay thêm đồ của Phong anh em ơi. Ra ngoài đây em ơi, đây em ơi. Vâng, đây là ác Colon VIP tiếp theo của server. Hai ác này là VIP nhất rồi. Ác này thì full vụ ảo này, dây chuyền vụ ảo này, dây vụ ảo này, mũ vụ ảo này, ngọc bội vụ ảo này, và quan trọng nhất là mảnh ghép cuối cùng, nhẫn. Đấy, đồ rất là ngon nhưng lại thiếu cây đao em ạ. Đang mặc áo xương tinh này, đai xương tinh 3 cấp, đai lôi khung em nhá, nhìn chính lại. Bao tay xanh 40-19 Phong. Đấy, Phong và lại Yến Xích Lô.